sáng giờ quay mệt quá anh Nhân ơi. Trời ơi nắng nữa. Ê anh Nhân, sẵn ở đây cái đường Nguyễn Trọng Tuyển luôn nè, em dắt anh đi uống cái này ngon lắm. Anh uống rau má pha chưa? Sao anh uống hay sao? Sai rồi, vậy là anh chưa có uống ở cái chỗ này rồi. Cái chỗ này bán rất là đặc biệt luôn, mà ở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển luôn nè. Bây giờ để em dắt anh đi tới cái chỗ đó nha. Đảm bảo là không giống bất kỳ chỗ nào mà anh từng uống rồi đó. Đi ha. Rồi, đi đi đi, lẹ lên. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mẫn Mẫn. Trời ơi cả nhà ơi, đúng là Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, mới nãy nắng chang chang bây giờ đã mưa rồi nè. Nhưng mà hên quá, Mận đã tới cái tiệm rau má pha mà muốn dắt anh quay phim tới rồi. Thì bây giờ mình sẽ mua rau má pha nha. Ủa anh ơi, giờ mưa quá rồi, em vô đây uống đỏ luôn anh. Được chứ em, ở bên trong có chỗ ngồi, em cứ vô ngồi đi, anh sẽ làm nước đem cho em ha. Dạ rồi rồi, anh Nhân vậy anh uống cái gì? Anh uống cái gì? Rau má pha. Ở đây đặc biệt là rau má pha. Ủa anh ơi, ngoài rau má pha ra thì ở đây mình còn có gì nữa ta? Ở đây lại trà đào xay đấy em. Đậu nành pha với trà đào xay, thôi mình uống thử hết tất cả các món luôn đi ha anh Nhân. Okay, dạ thôi anh cho em mỗi thứ một ly nha. Chờ đợi thì cuối cùng ba cái loại nước đặc biệt đã ra rồi đấy cả nhà ơi. Cái này là đậu nành pha nè, rau má pha và đây là trà đào xay. Thì Mẫn sẽ review trước cho cả nhà cái rau má pha này, bởi vì đây là cái món đặc biệt nhất mà Mẫn muốn giới thiệu cho anh quay phim. Ảnh rất là thích uống rau má, mà lúc đầu ảnh nói là rau má pha ảnh uống nhiều rồi bình thường mà, nên hôm nay mình sẽ cho anh biết tại sao mà ở đây đặc biệt nha. Cả nhà có thể nhìn thấy cái ly như thế này, nó sẽ có y như ba tầng vậy đó. Ở đây là tầng đậu xanh nè, còn đây là tầng rau má, và bên trên đó là tầng phô mai á, sốt chi đó cả nhà. Không biết mình đọc tiếng Anh có đúng không, nhưng mà bình thường á, khi mà mình đi uống rau má, cả nhà thường thấy là người ta hay bỏ đậu xanh vô, người ta xay chung với đường đúng không, người ta đổ cho mình uống, thì cái đó nó quá bình thường rồi. Còn đối với rau má ở đây, để mà hòa quyện được ba cái tầng này và mình uống cho nó đậm vị và ngon nhất, thưởng thức được hết trọn vẹn cái tinh hoa trong cái ly này, thì mình phải lắc đó, lắc y như lắc trà sữa đó cả nhà. Đó, mình lắc vậy nè, nó mới đều, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc, đó. Cả nhà thấy chưa? Khi mà lắc xong rồi nó sẽ chuyển sang một cái màu xanh lá dứa, xanh đặc chuối gì đó. Thì bắt đầu cái khúc này mình mới uống được nha cả nhà. Và đặc biệt là cả nhà đã bao giờ uống rau má mà có topping chưa? Ở trong đây nó có rất là nhiều topping, xíu mà sẽ review, bây giờ mình uống trước, khát nước quá. Ngon lắm luôn cả nhà nha. Bình thường mình uống sẽ có rất là nhiều bạn không có uống được cái mùi rau má mà nó nồng quá. Ở đây mùi rau má đặc trưng vẫn có, nhưng mà nó sẽ rất là dịu, mình uống rất là thoải mái luôn. Đậu xanh á thì được chế biến theo cái công thức riêng, làm cho mình có cái vị bùi bùi nè. Còn cái chi ở trong đây thì làm cho rất là béo. Uống một ly này rất là đã, mà nó cũng không ngọt gắt luôn, ngọt rất là vừa, đảm bảo luôn. Cái này bình thường chắc uống được 2-3 ly luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ xé ra để cho cả nhà coi bên trong có thạch gì nha. Ngon. Xé ra, trời ơi. Ý da, văng tùm lum. Đây, ở dưới đây nó sẽ có rất là nhiều thạch nha cả nhà. Cái này là trân châu dừa với thạch củ năng rồi, rất là ngon luôn nha. Mình sẽ ăn đó. Hmm.
ở bên trong cái chân trâu á, nó sẽ có một cái cục cơm dừa, cái dừa đó cả nhà, nó giòn giòn rất là ngon. Cái lớp chân trâu bên ngoài thì nó dẻo nha, còn cái thạch củ năng cũng vậy, cái lớp bột ở ngoài thì nó dẻo, bên trong cũng có củ năng sực sực, mà mình uống chung với rau má rất là lạ. Bình thường mình nghĩ trà sữa mới có thạch đúng không? Không, rau má pha cũng có thạch nha cả nhà. Ngon lắm. Ngoài ra thì trong đây có thạch lá dứa nữa, nhưng trong cũng có rất là nhiều màu. Thì mình sẽ uống cái trà đào trước đi nha. Đây là trà đào xay đó. Cái miếng đào nó được xay ra rồi á, khi mà mình uống vào á, miếng đào nó sẽ chạy theo cái trà đào lên miệng mình luôn. Mình sẽ cảm nhận được rất là rõ cái vị trà đào. Ở đây pha thì cái trà đào thứ nhất là ngọt vừa nè, nó thơm và nó rất là dễ uống, chua chua ngọt ngọt. Nếu mà mình đang đi trời nắng hay cái gì á, mình đang bị sốc nhiệt giữa cái trời Sài Gòn này, mình uống cái ly này vô là đảm bảo thanh mát mình liền cả nhà ơi, rất là ngon. Một ly này á thì có giá là 30, mà mình sẽ đựng nguyên một trái đào luôn, gồm có nửa trái là anh chủ anh sẽ cắt thành cái miếng cho mình, còn nửa trái là sẽ được xay chung với lại cái nước trà đào. Tiếp theo thì mình sẽ qua cái này, đây là sữa đậu nành pha. Cái này lại là một cái món đặc biệt nữa, nào giờ tụi mình chưa có uống đâu cả nhà. Mẫn có lên Đà Lạt thì Mẫn chỉ uống là sữa đậu nành với lại sữa bò đặc á, sữa đặc á, nhưng mà chưa có uống sữa đậu nành mà có thêm đậu xanh và chiên như ở đây, kèm theo nữa là cũng có topping như là cái rau má pha luôn. Đây. Thơm lắm cả nhà ơi. Mùi sữa đậu nành rất là thơm, rất là đặc trưng luôn, thơm cái mùi đậu cực kỳ nha. Ở đây thì béo, béo cái vị đậu xanh, bùi bùi cái vị đậu xanh và vị chi luôn, vị ngọt cũng vừa uống luôn. Nói chung là rất là ngon, mình thấy cái nào cũng đặc biệt hết trơn luôn á. Đây vậy còn có thạch nữa, những cái thạch này là mình yêu thích, làm cho cái món sữa đậu nành bình thường nhàm chán và dễ ngán trở nên ngon hơn, lạ miệng hơn. Cái nhà thấy mình hút không, cái thạch nó chạy theo lên. Nãy giờ thì mình đã thưởng thức ra những cái loại đặc biệt ở đây rồi, cũng rất là thắc mắc là không biết lý do tại sao mà anh chủ quán ở đây lại có thể tìm ra được một cái công thức gọi là ngon như vậy. Bây giờ mình sẽ thử hỏi anh xem sao nha cả nhà ơi. Anh, em với anh quay phim nãy giờ rất là thắc mắc luôn, không biết là anh lấy ý tưởng từ đâu để mà tạo ra cái công thức mít mà nó độc lạ như vậy luôn á. Là thật ra là cái này là một cái món mà anh thích uống, mà gia đình anh cũng thích uống, mọi người xung quanh anh á thì ai cũng rất thích uống rau má lại đậu nành á. Nhà quê anh á thì lại trồng rất nhiều rau má, quê anh ở Bến Tre á, mà những cái công đoạn trồng của người ta thì người nông dân ở quê anh thì trồng hoàn toàn là thiên nhiên hết, không có phun thuốc gì nhiều. Nên là anh trong một lần mà về quê á, xong rồi anh thấy những cái ruộng rau má, anh mới suy nghĩ cái công thức mà để nấu cho gia đình anh uống. Xong rồi khi một thời gian anh uống á thì anh mới bạn bè anh hỏi là sao mày không mở cái bán luôn đi, tại vì thấy là mọi người xung quanh á, người ta thấy là có những cái tiệm rau má uống á, thì theo anh được biết là có những cái chỗ người ta không có là rau má thiên nhiên mà là bột á, với lại đậu nành cũng vậy, nên là anh mới phát triển một cái công thức là hoàn toàn là organic. Cửa nhà anh là rau má này ở dưới quê anh chuyển. Mẫn có hay coi phóng sự là thấy người ta đăng lên là người ta dùng bột rau má và lại bột đậu nành đúng không? Dạ em hồi đó em có biết á, một cái phóng sự người ta dùng những cái người mà bán xe đẩy nữa, người ta phóng viên người ta điều tra là mua những cái bột để pha sữa đậu nành ở ngoài chợ Kim Biên. Sức khỏe cho mọi người. Đúng rồi, có thể để rất là lâu không hư, trong khi sữa đậu nành thiên nhiên để xíu. Sữa đậu nành này nếu mà nấu bằng thủ công á thì chỉ bảo quản được 1-2 ngày thôi, không được bảo quản lâu, thì sữa đậu nành rất là khó bảo quản luôn. Phải bảo quản cái điều kiện của nó rất khó luôn, là khi mình nấu để nguội là chỉ để được trong vòng 2 ngày thôi. Nên là cái này là nấu là ngày đầu tiên, ngày thứ hai là bỏ hết. Không, dạ đúng rồi, sữa đậu nành bên mình rất là thơm luôn, nên em thấy đặc biệt. Anh ơi, với lại cho em với lại anh quay phim mới kiểu như là mạo muội hỏi cái này chút, do là cái công thức của mình bán quá ngon, không biết là tụi anh có thể chia sẻ một xíu những cái công đoạn nấu nướng cho tụi em xin xem được không? Được chứ em, bây giờ mình cùng đi lên lầu để mình coi ha, tại vì mình nấu ở trên lầu á. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh nha, đi đi anh Nhân, đi đi. Wow, chỗ đậu nành quá trời thơm luôn anh, bí kíp nào là anh nấu đậu nành nó thơm được vậy em? Đậu nành này mình phải chọn là loại đậu nành ngon, mới, không có được loại chọn đậu cũ. Đậu này là sẽ mỗi ngày mỗi nấu, chứ không có nấu là xài đậu 2-3 ngày không có. Đậu này mỗi ngày sẽ mỗi nấu một mẻ mới.
mình sẽ ngâm đậu khoảng 3-4 tiếng cho đậu nó nở ra, xong rồi mình do hạt sạch. Bí quyết là phải do hạt sạch. Anh thấy là nhiều chỗ nó sẽ không do, tại vì bí quyết ở đây là mình phải do đậu thật là sạch, mình sẽ đậu nó sẽ thơm ngon hơn. Tại vì đậu á, mình không do sạch thì sẽ dễ bị chua, với lại ăn nó sẽ bị mốc, nghe mừng mốc. Tại vì đậu người ta để lâu mà, nên là mình phải do thật kỹ. Ở đây là nhân viên sẽ do đậu là do này phải 3-4 nước, 4-5 nước, do tít khi nào mà nước trong mình do gạo vậy đó, thì mà mới bắt lên nấu, nấu thì nó sẽ ngon hơn. Đúng rồi, hiện về uống cái sữa đậu nành này rất là thơm luôn. Đậu và đậu xanh thì ngửi này cũng rất là thơm luôn. Đi chen nhau thì mình nấu nó sẽ thơm hơn. Đậu xanh đậu nành cũng nên do vậy. Để nên do vậy. Vậy nên anh nên bán thêm sữa đậu xanh. Đó, rất là thơm luôn cả nhà. Thổi thơm, nghe mùi rất là thơm luôn. Nhìn màu sữa cũng rất là đẹp luôn nha. Màu sữa kiểu như nó sao ta, nó chất lượng mà nó gọi là nguyên chất á cả nhà, chứ nó không phải là lỏng bỏng. Đậu xanh này nấu tới cái độ mà nó vừa nở thì mình sẽ tắt bếp. Nè, khi mà mình do đậu xanh kỹ á thì á cái hạt đậu xanh sẽ không có bị bụi. Anh mà em thấy khác ở mấy chỗ khác, cái là cái này là y như đậu xanh nguyên hạt luôn rồi đúng không? Đậu xanh này là đậu xanh cà vỏ, là đậu xanh là nó đã tách cái phần vỏ cho mình rồi. Xong rồi mình đem về mình do thật sạch rồi mình nấu. Nấu tới khi nào mà nó nở ra tới như vậy thì mình sẽ tắt bếp, mình để trong thật là nguội. Ở đây cái đậu xanh này á, cho em mượn nha, là đậu xanh nó dẻo như vậy nè cả nhà. Bình thường á vẫn hay uống ở chỗ khác, người ta một là đậu xanh mà cái hạt người ta khô, như là người ta luộc xong rồi để nó khô á, nó chỉ vừa mềm người ta bỏ vô người ta xay thôi. Không, nó bị rất là bị lợn cợn. Mình uống ở đây, mình uống á, khi mà uống cái ly rô má ở bên nhà mình á, là không có cảm nhận được là vị đậu xanh, cái lợn cợn của đậu xanh, lợn cợn của rau má. Mình sẽ uống là cái ly phải đều, thiệt là đều luôn anh. Thì cái ly đúng rồi, hồi nãy hàng gì em không? Uống bây giờ em nhìn em mới nói uống cái này nguyên hạt, mà sao hồi nãy uống mình không có thấy nó nguyên hạt hết trơn. Sẽ để một cái công đoạn bí mật là mình xay ra nữa đó. Thì nó sẽ ngon hơn, uống nó sẽ không có nấu bị nhiều thành phần á. Các bạn thấy không, nấu từng cái rất là kỳ công luôn. Và ở đây là tất cả mọi nguyên liệu từ thạch topping cho tới đậu xanh hay là sữa này kia là các anh đều tự nấu hết. Bây giờ uống ở đây là rất là yên tâm luôn á. Giá cũng rất là bình dân đúng không? Với 20.000 một ly thôi mà mình có được một cái ly hoàn toàn thiên nhiên và an toàn cho sức khỏe. Chờ cái này, nén này phải nguội khoảng. Dạ. Cỡ 3-4 tiếng nó sẽ nguội. Là đợi khoảng 3-4 tiếng. Dạ. Chứ không có dùng liền được. Dạ. A few minutes later. Thôi bây giờ hết mưa rồi mình phải về đi. Rồi. Coi kìa, ông quay phim nó làm cái gì đó cả nhà. Bây giờ thấy ông đang làm cái gì không? Nhớ. Bạn muốn quay gì? Đi về, trễ giờ rồi, lẹ lên. Hay đi. Tại vì em muốn ngồi với anh luôn. Nhìn cái bụng bỏng đi mọi người ơi. Đi về, lẹ lên. Nhanh lên, hút lẹ, nhanh lên, đi về luôn nè. Thôi đi ra, đi mua một ly khác đem về, lẹ lên, trễ giờ rồi, nhanh lên.